Triệu sư huynh, các ngươi nói xem, sao triệu sư huynh theo đuổi tô cô nương cả đêm không về, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Triệu sư huynh mạnh như vậy, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện việc ngoài ý muốn, ngược lại tô cô nương kia, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì. Nho thánh học phủ, đại sư huynh, quân cầu, đại sư huynh, có một xác chết ở đây, pháp bảo truy phong của triệu sư huynh. Cái gì? Đây, đúng là pháp bảo của triệu sư đệ thủ đoạn này là ma công cái gì tô cô nương kia e rằng có liên quan gì đó đến người thừa kế ma công mau bí pháp truyền thư cho đệ tử ở cửa vào ngăn cô ta lại đừng để cô ta chạy thoát vâng phải đòi lại công đạo cho triệu sư huynh họ tô uổng cho người lớn lên xinh đẹp không ngờ tâm địa lại độc ác như vậy đây là đã xảy ra chuyện gì hình như là triệu tiêu giao của nho thánh học phủ bị người thừa kế ma công giết có liên quan đến tô cô nương này Triệu sư huynh thấy ngươi lẻ loi một mình Lo lắng cho ngươi Kết quả lại bị ngươi ám hại Ngươi và người thừa kế mà không có quan hệ gì Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Ta chưa từng gặp qua triệu tiêu giao Hắn ở đâu Chuyện gì đã xảy ra với hắn ta Không có chút liên quan nào đến ta cả Dựa vào cái gì mà đổ lên đầu ta Các ngươi có chứng cứ gì Còn ngụy biện Ngươi theo bọn ta một đường Sống không rời đi muộn không rời đi vừa rời khỏi triệu sư huynh đã xảy ra chuyện đúng thế sự thật bày ra trước mắt ngươi còn muốn chứng cứ gì chính hắn muốn theo ta liên quan gì đến ta nếu các ngươi đã kết luận là do người thừa kế ma công hạ thủ vậy thì đi tìm đi đến ức hiếp một nữ tử yếu đuối như ta thì tính là bản lĩnh gì đúng là một tiểu tiện nhân không biết xấu hổ triệu sư huynh cố gắng ưu tú cỡ nào ngươi hại chết hắn vậy mà một chút xấu hổ cũng không thấy vị tô cô nương này nếu nho thánh học phủ hoài nghi cô vậy nếu trong lòng ngươi không có quỷ vậy ở lại phối hợp điều tra không phải là xong rồi sao đúng vậy ngươi đã có hiểm nghi trong người thế thì chư vị đồng đạo ở đây hôm nay cũng không thể để cho cô cứ vậy mà đi được ha ha nói vớ vẩn gì vậy không phải các ngươi khinh ta không môn không phải sao rõ ràng ngay cả chứng cớ cũng không có giao ta cho bọn họ ta đây có tội hay không còn không phải do bọn họ định đoạt sao dứt khoát đại khai sát giới luôn đi có thể giết mấy người thì giết được 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 hay cho một cô gái yếu đuối nhanh mồm nhanh miệng xét cho cùng nếu không phải ngươi dẫn sư đệ ta đi hắn sẽ không chết là đại đệ tử của nho thánh học phủ quân cầu là đại sư huynh hôm nay họ tô này có mọc cánh cũng khó thoát theo ta thấy ngươi có liên quan đến người thừa kế ma công nếu muốn tự chứng minh trong sạch ừ chỉ cần ta thăm dò thức hải nếu ngươi thật sự không liên quan đến việc này bọn ta sẽ xin lỗi rồi thả ngươi đi mơ tưởng bí mật của mình sao có thể so sánh với triệu tiêu giao cho có dù chết cũng không thể để cho hắn thăm dò thức hải đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta đây là tu vi thần vương cảnh không chịu tự mình đưa ra thức hải ta đây chỉ có thể cưỡng ép mà thôi sau khi cưỡng ép phá vỡ thần thức biến thành si ngốc ngươi sẽ không có cơ hội hối hận trường ca thiếu chủ trường ca thiếu chủ đến đây chắc là vì chuyện ma công bái kiến trường ca thiếu chủ bái kiến trường ca thiếu chủ chư vị không cần đa lễ cô mẫu nghe nói ở đây có người thừa kế ma công thường lui tới đặc biệt đến xem có tìm được manh mối gì hay không hừ trường ca thiếu chủ chính là tấm gương mẫu mực của chúng ta đứng đối lập với người thừa kế ma công có hắn chủ trì công đạo hôm nay ngươi khó thoát khỏi một kiếp công tử bái kiến trường ca thiếu chủ tại hạ nho thánh học phủ quân cầu qua Trường ca thiếu chủ còn đẹp trai hơn triệu sư huynh nữa. Tại hạ cố trường ca, chúng ta quả thật đã phát hiện ra manh mối của người thừa kế ma công, hơn nữa còn có liên quan đến cô gái phía sau này. Thanh ca, sao cô lại ở đây? Công tử, đã lâu không gặp. Ta nghe mẫu thân nói cô muốn tới tìm ta, còn đang suy nghĩ cô khi nào sẽ đến. Thế quái nào cô lại một mình tiến vào tuyệt âm chiến trường, không biết ở đây nguy hiểm lắm ư. Ừ. Không xứng với công tử. Đợi đã, Trừng ca thiếu chủ, các ngươi quen nhau? Hả? Tất nhiên rồi, cô ấy là nha hoàn của ta, cô ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ người thừa kế ma công mà các ngươi nói có liên quan đến cô ấy? Không không không, hình như không có liên quan cho lắm, việc này có lẽ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Chuyện còn chưa nói, đã nói là hiểu lầm. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Cố Mỗ sẽ thiên vị hay sao? Chư vị nghe cho kỹ việc liên quan đến người thừa kế ma công nếu như thanh ca làm sai cho dù cô ấy là nha hoàng của ta ta cũng sẽ tuyệt đối không tỏ ra thương xót đại sư huynh chuyện này cô thiếu chủ đại nghĩa nhưng nếu là nha hoàng của cố cô công tử vậy quả quyết không có thể nào có vấn đề gì xem ra là nho thánh học phủ lầm rồi thanh ca nói sao cô lại ở đây với lại đã xảy chuyện gì cô biết đừng hòng giấu giếm ta vâng thanh ca không dám thanh ca đến nam thịnh thiên tìm công tử vốn định không dựa vào công tử chính mình đánh chết tuyệt âm sinh linh đạt được tư cách tiến vào chân tiên thư viện nhưng ngẫu nhiên gặp được nho thánh học phủ bị triệu tiêu giao sư huynh mời kết bạn ta không từ chối sau khi đi một đoạn ta phát hiện các vị sư huynh sư tỷ của nho thánh học phủ không thích ta nên đã rời đi sau đó theo bọn họ nói triệu tiêu giao sư huynh lo lắng cho an nguy của ta vì thế một mình tìm kiếm lại bị người thừa kế ma công độc thủ Thế là họ kết luận ta là người thừa kế ma công hoặc có liên quan. Lúc này ngăn ta lại, yêu cầu điều tra thần thức tâm hải ta, cung cấp chứng cứ cho bọn họ. Ồ, cha thức hải, rơi lệ. À, chúng ta không biết tô cô nương là người của cố thiếu chủ. Việc đó đương nhiên là chúng ta đã hiểu lầm. Phải, phải. Đây là lời gì? Cái gì gọi là người của ta chính là hiểu lầm. Thanh ca, thanh ca nếu cô đã bị hoài nghi, thì cứ giao thần thức cho bọn họ cha đi. Này, đừng nghe hắn ta. Vâng, công tử. Bằng phẳng như thế, xem ra lúc trước thật sự là hiểu lầm tô cô nương. Đúng thế. Ai không tin, có thể tiến lên điều tra, mời các vị nho thánh học phủ. À đúng rồi, Thanh Ca là người của ta, nếu cô ấy có liên quan đến ma công, chẳng phải là chỉ ta cũng không thoát khỏi liên quan. Hay là nho thánh học phủ cũng thuận tiện đến điều tra thức hải của ta đi. Không dám, không dám, Trường ca thiếu chủ là chúng ta mạo muội khi chưa có chứng cứ đã chỉ trích phỏng đoán lung tung, mong ngài thứ tội. Nếu người của ta nhúng chàm thị phi, ta sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Nhưng, nếu có người mượn cơ hội muốn ức hiếp cô ấy, vậy đừng trách cố mỗ trở mặt vô tình. Xin trường ca thiếu chủ bớt giận, việc này chúng ta chắc chắn sẽ cho tô cô nương một công đạo. Thôi, việc liên quan đến ma công, chư vị cẩn thận một chút cũng không sai, cố mỗ cũng không trách các vị. Cảnh tượng này, hình như đã từng thấy cáo tử ừ tiểu tiện này tô cô nương không nghĩ tới lại là nha đầu của trường ca thiếu chủ công tử thật xin lỗi thanh ca hôm nay đã lừa ngài ồ lừa ta cái gì thanh ca không nên nói dối rằng đến nam thịnh thiên là vì tìm ngài ồ ra là cô căn bản không phải muốn gặp ta dù sao công tử cũng không muốn gặp ta bằng không sao lại để ta ở thái sơ thần giáo lâu như vậy. Người giống công tử, bên người rất nhiều thiên nữ, thanh ca tự biết mình ở trong lòng công tử cũng không quan trọng, cho nên ta cũng không muốn gặp công tử. Được lắm tô thanh ca, to gan, dám nói chuyện kỳ kỳ quái quái với ta. Đến nam thịnh thiên không trực tiếp tới gặp ta, còn gây phiền toái cho ta, ta thấy cô là thích ăn đòn. Vậy công tử thu đánh đòn ta đi. Ta thấy ngươi với họ triệu kia cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn sớm muộn gì cũng lừa chết ngươi cô nàng này đến thượng giới đều học hư rồi rõ ràng biết ta luyến tiếc còn khiêu khích ta như vậy cười chết đưa tới cửa người ta cũng không cần thằng hề công tử ta còn một vấn đề muốn hỏi ngài hả à, nếu ta thật sự là người thừa kế ma công công tử sẽ đối xử với ta như thế nào ngươi muốn chết tự nhiên hỏi ba sàm gì vậy cô trường ca này không dễ lừa như vậy đâu Người thừa kế ma công. Ý, ý ta là nếu như. Đương nhiên là giết cô rồi. Kẻo cô gây tai họa cho muôn dân thiên hạ. Công tử, ngài quá vô tình rồi. Tuy nhiên, có thể chết trong tay công tử. Cũng tốt. Nếu quả thật là như vậy, ta chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan. Sau khi giết chết cô có thể cũng phải đi cùng cô. Hở, công tử không được nói bậy thế thì không đáng. Bởi vì công tử nhất định là nhân vật tuyệt đỉnh đứng sừng sững ở nơi này. Tô Thanh ca lại cảm động. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.